Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất nhiều màu, trăm ngàn một kiếp khó tìm cầu, con đã nghe thấy chuyên truyền tụng nguyện tỏ Như Lai nhiều nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 722 kinh Diệu Pháp Thánh Niệm Xứ Hán Dịch Đời Tống Tam Tạng Pháp Thiên quyển 1. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Thế Tôn ở trong đại chúng, có trời người vây quanh chiêm ngưỡng tôn nhan mất không tạm rời. Khi ấy các đại chúng đứng ở trước Đức Phật nói kệ: quy mạng nhất thiết trí, bậc nhất trong ba cõi, phương diện âm vi diệu, lợi ích khắp quần sinh. Bây giờ Đức Tôn dạy đại chúng bằng kệ: nếu có các chúng sinh không giết, không cho, không sợ, lòng lành hay nhịn nhục, đoan nghiêm, thọ không sánh, nếu đối với hữu tình tượng giống như cha mẹ, hay lìa không cùng giữ, phước trí tuệ vô lượng, hoặc thân làm nghiệp lành, tâm lìa dục vững vàng, không nhìn nữ sắc đẹp, giải thoát các nẻo ác, nên xa lìa thế gian, chứng đắc vui giải thoát, như vàng ở trong quặng, thật tánh vốn thanh tịnh, phiền não không điều phục, gặp tốt đẹp sinh yêu, không phân biệt tốt xấu, kiếp phù sinh rất khổ. Khổ vui do tâm khởi, việc được mất cũng vậy, tốt xấu có hợp tan, nhân quả không thiên lịch, hàng phục các loạn căn, thực hành tâm bình đẳng, lợi ích cho hữu tình, đó là hạnh tỳ kheo. Sa môn Bà La Môn, nên đoạn trừ phiền não, trí tuệ càng tăng trưởng, khiến tâm không tán loạn, chứng đắc lý niết bàn, nên xa lìa các khổ, xuyên phát tâm chánh kiến. Phật nói việc này khó, giải thoát các luân hồi, tu di ái không động, mùi hương chiên đàn kia, vị cam lồ không sánh, tuy đã được cúng dường, áo tốt thật mềm mại, không dính mắc tham ái, tâm vui vẻ biết đủ, như cỏ bị lửa đốt, biết rõ không rốt ráo. Cúng dường được phước tuệ, nước lửa không xâm hại, nghiệp sạch quả chân trí, sông nước tròn không hết, không tham các cảnh giới, Phật nói hạnh tỳ kheo. Ưa cầu đủ các trí, tương ưng luôn hiện tiền, hiểu rõ pháp chân thật, không đọa các luân hồi. Nếu người cầu pháp sạch, khiến tâm không tán loạn, tuệ cho khắp cảnh giới, hỏa kiếp không thể hoại, các cõi vốn vô minh, luân hồi từ đây sinh, cần trừ bỏ phiền não, hạnh mâu ni chân chánh, ưa thực hành nhẫn nhục, đoan nghiêm lìa oán hại, năng nhân do tướng tốt, người thấy tâm vui mừng, rừng vắng lìa rối loạn, tâm yêu thích mừng vui, thường mang bát thọ thực, đó là hạnh tỳ kheo. Giải thoát rất an vui, ba đường rất là khổ, chân như lìa kia đây, suy nghĩ không thể được, nghiệp lợi người bình đẳng, nhu hòa thường thẳng ngay, chánh hạnh mãi tương ưng, xa lìa mọi tà chấp, ý càng ưa dính mắt, ý càng rất cao cả, ý càng rất mau chóng, ý càng hay vui vẻ. Diễn thuyết bằng kệ này, hay làm cũng hay nói, để sạch các phiền não, biết rõ quả nghiệp lành, biết rõ việc được mất, hướng nẻo đẹp bồ đề, tất cả các hữu tình, thứ nhất trong sáu căn. Thích dừng trụ giữa trần, xa lìa mọi oán tặc, biết rõ sáu căn này, chánh hạnh từ đây sinh, thường trụ nơi thiền định, tẩy sạch các nghiệp chướng, thế như ở hư không, gió mây không thể nhiễm, khéo giữ thân khẩu ý, chánh kiến mãi tương ưng, như đèn trí tuệ sáng, chúng ma không thể hoại, không hại vật là thiền, từ bi nhiều lợi ích, hoài nghi không khuyết phạm, mới trụ tâm tỳ kheo, mắt bị cảnh sắc buộc, ngăn ngại không thể đổi, phiền não trói hữu tình, không ra khỏi ba cõi. Trí chân tục vi diệu, việc khéo hiếm trở lại, chư Phật đều cùng khen, vận dụng rất khó nghĩ. Học rộng cầu giải thoát, tham giận không thể phạm, khéo giữ thân ba nghiệp, trừ bỏ khiến không sinh. Đức Thế Tôn nói kệ này rồi bảo các đại chúng: nó có chúng sinh bị phiền não trói buộc, xoay tròn trong ba cõi, chịu các khổ não, hoặc làm mười điều lành, cảm được quả cõi trời người sung sướng vui vẻ, với như mặt trăng tròn, không còn chướng ngại, trong sáng không gì bằng, thấy được rất vui vẻ, là giống như củi khô chỉ bị lửa thiêu đốt. Như vậy ác nghiệp cần phải đoạn trừ, phải xa lìa sanh tử luân hồi trong ba cõi, giải thoát các khổ, là như loài chim bay được lìa sự trói buộc, tự tại không lo ngại, hoặc các hữu tình không tạo các nghiệp, ra khỏi ba cõi, chứng lý dị không, khổ não không xâm hại,
tham giận chẳng thể nhiễm. Hiểu rõ luân hồi như đèn sáng chiếu rọi mọi vật, chánh trí tương ưng luôn không gián đoạn, đi mọi tà chấp ưa thích vắng lặng, chưa khai khoan vấn đi bỏ các ác, cần kề bạn lành. Thì khéo như vậy tu hành xuất gia, ưa thích tất cả các cảnh giới, không nên tham lam kiếm mắt, không thích nhà cửa, xa lìa việc buôn bán, đồi chát và lời nói giả dối, không thích ca múa, để bỏ sự thương ghét, ăn một lần giữa trưa nơi rừng. Đối với bồ đề là trên hết, thường tìm đến chỗ an vui, xa lìa việc ôm giữ, dùng áo đơn sơ, vui mừng, vừa đủ, dừng trụ nơi rừng hoang, tìm nơi vắng lặng, suy nghĩ, xa lìa những loạn tưởng và tham lam giận dữ, luôn thực hành lòng lành, đem lợi lạc cho hữu tình, xa lìa u ám, tu tập trí tuệ, liền nghiệp phiền não, giải thoát sinh tử, tu tám thánh đạo, trước mắt đạt được sự vắng lặng, phá tan tất cả các khổ phiền não. Như vậy thì kheo cần phải tu tập vững vàng các căn lành, xa lìa ham muốn lôi kéo, chuyên tâm một cảnh, ưa thích chân như tất cả trí tuệ, tăng trưởng pháp tịnh viên mãn vô lậu, biết rõ hữu lậu là giả dối không thật. Đức Phật lại bảo các tỳ kheo, nếu có tỳ kheo ăn trụ phạm hạnh thanh tịnh như hòa, khéo tu chỉ quán, ưa thích thiền định, vui chơi giữa rừng, xa lìa mọi sự lôi kéo hiểu rõ mê vọng, cũng như chim bay bóng theo hư không, tỳ kheo cũng vậy, ba áo theo chợ theo thân, khéo tu bình đẳng, lương nghị chánh pháp, diệt trừ phiền não, trí tuệ tương ưng, về nơi chánh đạo cho đến bờ giác bất đáo niết bàn, thì kheo nên biết quán như xác như vậy sẽ an ổn vui vẻ. Cho đối với sự xoay tròn và già bệnh chết thường là sợ hãi, giống như Atula và chúng trời khác, vui vẻ cúng dường được bát tăng già le tốt đẹp hơn cả, không như đồ khác, giữ gìn phạm hạnh chẳng làm cho hủy phạm, trong sạch không nhơ, không bị các mùi vị và lời dưỡng lôi kéo. Đức Phật bảo các tỳ kheo, nếu các hữu tình để bỏ thương xót, buông thả ngạo khinh tiêu đốt các điều lành, thì khó dứt hết các lậu. Đức Thế Tôn bèn nói kệ, nếu xả bi tinh tấn, do minh mạng tương ưng, vắng lặng không hiện có, do lậu không trừ diệt. Khế Đức Phật bảo các tỳ kheo, nếu là có người đối với các thân hoạt cụ bề mại thượng diệu, không có sự ưa thích, hiểu rõ do mình là nguồn gốc của mê ám, các thân hoạt tùy theo đó phát sinh, dù bên ấy cùng khắc các tâm nhiễm, một lúc nào đó chẳng còn mê ám, thấu hiểu rõ ràng các pháp thiền định tam muội liền dứt sạch được các lậu. Đức Phật lại bảo các tỳ kheo, nếu các ông muốn kinh hành ở trong rừng vắng lặng không loạn, thì đối với các cảnh rượu chè sắc đẹp, đối với các pháp xấu không nên ưa thích. Các tỳ kheo phải như vậy, bởi có các chúng ma do nghiệp ràng buộc làm loạn khổ vì tu tập thiền điều lành, giống như người uống độc tự làm tự chịu, nơi ông phá giới thực hành tà mạng sẽ bị phiền não trói buộc, đọa đại địa ngục, chịu nhiều nỗi khổ. Tỳ kheo nên biết khi đi khất thực, nếu thấy người nữ tưởng đó như rắn độc, nên chuyên chú một lòng nhớ nghĩ chánh pháp, không cầu danh lợi và các cảnh đẹp, sao liền nghiệp trói buộc khiến tâm được bình đẳng, không có hành động che bai, hoặc vào xóm làng thì tưởng như vào trần hoang, khi xin đồ ăn thức uống tưởng để trị bệnh, khi phiền não khởi lên tưởng như rừng cháy, khi cầu diệu pháp tưởng đến đường chánh, khi nằm trên giường tưởng sợ hãi như nay. Nhập vào thiền định tưởng dạo xem vườn, thấy A-la-hán tưởng lành ruộng phước, không thích cảnh giới và lời nói hí luận, luôn cầu giải thoát. Quốc vương đại thần có vị lợi ích mà gần kề, món ăn thức uống ngon ngọt nhất, cũng chớ tham tưởng là hiếm có. Thí chủ danh lợi thường chẳng nên lừa dối, thân thực hành các phương tiện không khỏi sân giận, ngược lại ham thích nhà cửa gần gũi kẻ quý tộc, như cá thích nước cũng ở không rời, xa lìa tri thức mê muội, quay lưng lại với chân thật, mong cầu sẽ dối, trống rỗng như đèn chớp trong mộng, tưởng là giải thoát mà thật ra tôn trọng tà đạo, luôn cung kính cho là chân thật cao tột nhất, thì không bao giờ tỏ ngộ được. Bây giờ Đức Phật là bảo tiếp các tỳ kheo, phải nên biết tỉnh giác, ưa thích kinh hành thiền định trí tuệ, thường hành tâm từ, hướng cầu giải thoát chân thật cao tột, đạt được chánh kiến, hiểu rõ, thấu hiểu rõ ràng các pháp, mà luôn tu tập nhẫn nhục tinh tấn để bỏ tham lam sân giận và các tán loạn. Đức Phật bảo tỳ kheo, phải nên ưa thích tất cả hữu tình, luôn nhớ nghĩ thương xót đến họ, khiến cho họ để bỏ điên đảo và mọi trói buộc,
giải thoát cái khổ thì cho nên biết đối với các cảnh giới nó sẽ lìa, các cái nghiệp nó xâm hại, giống như thể tánh của vàng là sẽ lìa do bẩn vậy. Thì cho nên biết đối với bản thân và bạn không thân phải nên xa lìa sự tham lam sân giận, biết rõ đâu là tổn hại lợi ích, tội chẳng phải tội an ổn gian khổ cay đắng mà có phương tiện hàng phục. Nói các pháp yếu tùy theo căn tánh lanh lợi hay ngu đồn, thông minh hay ngu muội, chỉ dẫn con đường cao đẹp hay thấp kém, có lời nói dạy dỗ chân chánh cho họ. Thì khéo nên biết kinh hành giữa rừng tu thiền định cho vắng, để bỏ được tội lỗi, ưa thích chân như, tin rõ nhân quả hơn kiếm sai khác, xa lìa các ác độc, hạnh phúc các căn không khởi lên lỗi lầm, trí tuệ sẽ tương ưng, khiến tâm hoan hỷ chấm dứt sợ cho bay như biển sâu xa, tương ưng vô tận, tâm ý chắc chắn không khởi nghi ngờ, không tham sắc đẹp, sáng suốt thương xuất bình đẳng, hợp thời khéo nói, có dục có sắc có vô sắc đều là giả dối không chân thật, không nói lời phải trái của thế gian, xa lìa các cảnh giới hoạn nạn có đó như là các cái độc và chỗ bùng nhơ, chứ để cho xâm hại giải thoát luân hồi, xa lìa vô minh, dùng thiền định trí tuệ biện tài tiêu nói nghĩa pháp tối thượng, đều mọi giả dối điên đảo và tất cả trần cấu khiến không bị nhiễm ô, tất cả việc làm đều vì lợi ích ở nơi chúng tăng, không khởi sự chống đối, nghiệp thân ngự ý liền những thói buộc, không cầu trời người tu các nghiệp lành, không bị danh lợi, không đến niết bàn. Tỳ kheo nên biết luôn đi bản ác, không tạo lỗi lầm, thường dùng từ tâm quan sát bình đẳng, tâm biến nhân hòa, giải giới thanh tịnh tùy thuận chân thật, lìa giả dối và sợ sợ, không bao luân hồi, với các thiền định hiện rõ vô thường, trí không tự tài, chúng trời cõi phạm an trụ thiền định đến niết bàn, đang nghe diệu pháp thành thật hiểu rõ, vui mừng phấn khởi. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ, quản nghiệp tốt không tốt để làm nhất định chịu, mình tạo mình trói buộc như tầm không khác gì, vất vả và ngọt đẹp, các khổ và phiền não, như bóng mãi bám theo, uống độc từ hại vậy. Đức Thế Tôn nói kệ nội bảo với các tỳ kheo, nó có chúng sinh khéo tu trí tuệ các loại phiền não an trụ phạm hạnh, ở thứ tam bảo, thấy nghe tùy hỷ không khởi tham giận, luôn tưởng đến giải thoát, hiểu rõ không lay động, hướng đến chân thật an trụ nơi cao tột sẽ thoát khỏi luân hồi và bệnh chết và các oan gia phiền não. Đức Thế Tôn lại bảo các tỳ kheo, nếu ở chỗ vắng mà tu tập phạm hạnh hướng tới trí tự nhiên thì được các chúng phạm thiên luôn đến để gần kề cung kính cúng dường. Vì sao? Vì ưa thích phạm hạnh có thể phá bỏ luân hồi, xa lìa phiền não, khiến tâm được điều phục, lìa bỏ tối tâm và các oan gia chẳng thể xâm hại, giống như cỏ khô là được lửa thiêu đốt, lìa bỏ phiền não cũng là như vậy. Đức Phật bảo tỳ kheo, nếu là có người nơi các cảnh giới buông tạng các căn, chống đối niết bàn, tâm không bình đẳng, luôn tạo nhân khổ, tàn kiếm trói buộc tất cả các hoạt không thể hằng phục cho nhóm những thứ cần dùng, tâm vô cùng tham lam, đối với trụ phước cao cả bị ngu muội ngăn che, chưa từng tỉnh ngộ nên gặp pháp sư chỉ bày phương tiện khai hóa, sẽ liệt các cái hoạt và tham nhiễm, liền trừ được lửa dữ và liệt các xúc, cho đến pháp cam lồ với diệu cao cả an trụ cho tối thượng. Các bạn làm trí thức, ở thức phán lặng tu tập trí tuệ, thì phiền não như núi cũng có thể phá hoại, an trụ tuệ sáng, bỏ mọi ngu ám, sau này luân hồi, được quả báo tốt đẹp, trí tuệ thông minh cao tột tu tập các hạnh cao đẹp, tâm ý liên tục bất tham muốn, biết đủ, trừ hết tài chấp, hết tài thấy đều xa lìa phan kiến trói buộc, như cá nuốt câu vì tham mùi vị, từ bị trói buộc hữu tình cũng vậy, vì ưa thích năm dục luôn luôn không bỏ, và khởi lên các nghiệp làm cho sinh tử luân chuyên, không lúc nào chẳng nghĩ, đó là nguyên nhân nhiễm mê muội làm sai khác các nẻo, không có sự chấm dứt. Lúc đó Đức Thế Tôn nói kệ, nếu người tạo nghiệp ác, luân hồi địa ngục khổ, ngàn quỷ và bàn sinh chìm đắm không cùng tận, đảng hoạt và hắc thành chúng hợp dài hiệu khiếu và ngục lớn a tỳ theo đốt rất dữ dội, gian nan nghiệp ác khổ, ngọn dài 16 ngón, bốn vách và bốn cửa đều làm bằng sắt nhọn. Đức Thế Tôn là bạn các tỳ kheo, các địa ngục kia lửa cháy hừng hực rất nhiều bạo ác, liên tục không gián đoạn, trải qua trăm du thị na khó có thể điều phục, toàn thân lông dựng ngược rất là sợ hãi, tiếng rất độc ác, nghe đều khổ sở. Nếu hữu tình tạo ác nghiệp cái đọa vào địa ngục này thì thân thì treo lên, đầu lại chút xuống, trong khoảnh khắc na chịu nhiều khổ sở, lần lượt thiêu đốt, ngày đêm than khóc, tiếng kêu phát ra rất đau đớn như sâu cá nướng, da thịt nứt nẻ, đầy dậy hắc ám, tâm ý mê loạn. Tự nhân thấy cõi diêm ma la kia bị lửa thiêu đốt, mê loạn tuyệt vọng. Những người còn tạo một nghiệp, còn ở một ngục, ngày nào cũng bị trói buộc, các ngục lôi kéo chịu các nạn khổ, không có gián đoạn, hoặc người thiếu trí, hư vọng, tạo tội, do luân chuyển này, oan gia tụ hội, chịu khổ địa ngục. Trong đó các tỳ kheo bạch Phật, Thế Tôn tôn, cõi Yamala này, người chịu tội vì sao phải trói buộc, chịu khổ vô lượng,
Bây giờ Đức Phật bảo các tỳ kheo, người này thường lui trên ba chánh pháp, không sinh tâm tính thọ, nhân quả không hiểu rõ, mê các địa ngục chẳng sinh sợ hãi, là kho lên lửa phiền não thì đốt các điều lành. Và nhân viên này bị đọa vào cõi duyên ma, chịu khổ như vậy, chịu hết mọi nạn lửa, không hề gián đoạn, sân hận oan gia, vô si tối tâm, tùy theo nghiệp mà phải chịu, khi nghiệp hết mới ra khỏi. Phật bảo các tỳ kheo, nếu là có người khinh khi dối trá đối với vợ người, đam mê không bỏ, sống trong bóng tối ánh sáng bị che, làm sao có thể hiểu rõ. Khi ấy các tỳ kheo là bạch Phật, thưa Thế Tôn, cho người thấp hèn ngu muội vô trí phải nhân gì mà hứng chịu quả như vậy? Đức Phật bảo các tỳ kheo, người ấy ở đời quá khứ tâm cống cao ngã mạn khinh khi, thì bé hiền thánh tham lam ganh ghét nó phải chịu quả báo ấy. Hoặc là có người làm chuyện chia lìa đây đó và tạo ác nghiệp do nhân duyên này, đọa vào các địa ngục. Nếu được sinh trong loài người thì không có con cái, tài vật tiêu tan, xa lìa trí thức, khi mạng hết điên cuồng sợ hãi, nhiều biến thuộc bảo vệ nơi các cảnh giới không thể hiểu rõ. Và Đức Phật nói kệ tụng, tự tạo phải tự nhận tội tàn hại hữu tình, chịu cảnh khổ bảo ác, nghiệp hết mới ra khỏi. Thế gian tạo các nghiệp thường tùy lành hay ác, thế như mùi hương hoa xa gần đều cùng thích. Bây giờ Đức Tôn bảo các tỳ kheo, ví như loài chim bay, việc đậu chỉ nghỉ luôn ở trong rừng cây, việc hợp tan cũng chẳng đúng kỳ, cha mẹ bà con cũng là như vậy. Đức Phật bảo tỳ kheo, đó là có người ở nơi vắng lặng trong một những suy tư nhớ nghĩ, tu tập nghiệp lành để bỏ mù tối các đức trói buộc bảo ác phi pháp. Đến khi mạng hết, thân tâm không còn áo não, liền mọi sự sợ hãi, được cả báo sinh thiên, ăn uống y phục vì tâm mong muốn liền có, quyến thuộc và cung điện cả đều đầy đủ, thông minh trí tuệ của cái vườn vượt đầy đủ không thiếu, thọ mạng hình sắc viên mãn đầy đủ. Nếu là có người dối trá chính mình, làm mê hoặc thế gian, đối với nam nữ quyến thuộc và bị trí thức thì chịu bớ xúc phạm tạo nhiều tội lỗi, sau khi người đó mạng hết sẽ đọa vào đường ác, chịu khổ vô lượng từ chỗ ác kia xa. Nếu là sinh trong loài người thì nghèo khổ hèn hạ, cần ăn áo mặc thiếu thốn, nam nữ quyến thuộc cho đều nhàm chán xa lìa, giả dối ngu mê không rõ nhân quả, tham lam lầm lẫn, tất cả tương ưng không gián đoạn, đối với việc lành không hề tu tập, luôn luôn tìm cách gần gũi bằng ác và pháp chẳng thật. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ, từ nghiệp sinh các khổ, bị địa ngục thiêu đốt, có người bị khổ trói, đều tự tâm mình tạo, xoay tròn trong ba cõi, qua lại như kiến bò, nghiệp quả duyên với nhau, liên tục không cùng tỏ. Đức Thế Tôn nói kệ này rồi bảo các tỳ kheo, nếu được chánh quả, mới thoát khỏi luân hồi, không còn trói buộc, tự tại an lạc. Nghiệp và quả của nghiệp không thể làm nghiêng ngã lay động, hoặc là có người khởi tham giận mê hoặc và tạo các tội lỗi thì bị đọa vào địa ngục lửa, bị lửa dữ thiêu đốt cả thân thể, chịu các thứ khổ, phát tiếng kêu khóc, suy nghĩ tìm cách đều không thể giải thoát. Khổ sở như vậy là do nghiệp ác ngu mê tự tạo, ví như lửa dữ thiêu đốt rừng hoang, tất cả cỏ cây đều bị cháy rụi. Các nghiệp cũng vậy, xoay tròn trong địa ngục, chịu các khổ não không thể xa lìa, hoặc là có người bị bỏ bản ác, không tạo tội lỗi, hiểu rõ nhân quả, điều mọi nghi ngờ chê bai, tu tập chánh kiến, tình ưa chân như, an lạc vắng lặng, xa lìa luân hồi và các khổ não, cao cả không gì sánh bằng, vô tướng vô phi, để những dối lừa điên đảo, thường lạc ngã tịnh, tự tại không ngại, xa lìa mọi trói buộc, nghiệp lành hay ác thể đều xa lìa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Kinh Diệu, Pháp Thánh Niệm Xứ Quyển 1.